Xin chào mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế bar này, ghế make up này, ghế chụp hình nỉ nhung chân trắng bên mình cho các bạn xem nhé. Ghế này là các bạn có thể xoay được 360 độ và nâng lên hạ xuống từ 60 đến 80 cm nhé mọi người. Mặt ghế là đệm nỉ rất chi là êm nhá, tựa tạo có những đường đính đá cách điệu này, tạo cho ghế cảm giác sang chảnh và điệu đà nhé mọi người nhé. Đây, mình quay gần từng mặt cho các bạn xem này. Hàng này thì mình có sẵn hơn 20 màu cho các bạn lựa chọn cơ. Thì tùy vào nhu cầu các bạn thì các bạn có thể chọn màu sắc cho hợp lý nhá. Chân ghế là kim loại sơn tĩnh điện màu trắng hàng nhập khẩu nhá mọi người. Mình cảm ơn các bạn, mình chào các bạn.